tay với Minh Hằng hát live, cứ đến nốt cao thì chỉ mít xuống khán giả dù không ai hát theo. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video clip Minh Hằng biểu diễn tại một sự kiện. Điều khiến nhiều khán giả cười không nhặt được mồm là màn hát live của nữ ca sĩ. Không chỉ hát trên, phô, mà cứ đến nốt cao, Minh Hằng lại chỉ mít xuống khán giả dù không ai hát theo. Là gương mặt nổi tiếng được biết đến qua những vai diễn cả phim truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên ở lĩnh vực ca nhạc thì Minh Hằng là một trong những nữ ca sĩ thường gây tranh cãi về khả năng ca hát. Nhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng nên chuyển hẳn sang mảng diễn xuất, bởi khi cầm mic, cô chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình và khả năng vũ đạo. Giọng hát live của Minh Hằng thường xuyên nhận về nhiều gạch đá. Tại sự kiện mới đây, chính bé heo dường như cũng không cảm thấy tự tin với giọng hát thật của mình. Mới đây trong một sự kiện, Minh Hằng được mời ra khai trương. Thế nhưng màn trình diễn của cô đã khiến không ít khán giả có mặt cười ngất ngây khi mở đầu ca khúc Người Vô Hình. Minh Hằng chỉ hát được 2-3 câu, sau đó cô chìm mic xuống đám đông trong khi chẳng có ai hát theo. Thậm chí khi đi xuống sân khấu giao lưu với khán giả, đến đoạn nốt cao, nữ ca sĩ lại gửi gắm tới một khán giả hoặc nhờ vả người đẹp Hà Thu. Thậm chí Hà Thu còn lên nốt cao vút dễ dàng hơn Minh Hằng nhiều lần. Liên tục chữa cháy theo cách này, nhiều người có mặt nghi rằng Minh Hằng đang bị đuối hơi. Một số khán giả còn hài hước đùa rằng hát live dở thì phải có kỹ nghệ như Minh Hằng, cứ đến nốt cao là chỉ mic xuống khán giả. Dù đi hát rất nhiều năm, nhưng dường như Minh Hằng vẫn chưa thể khắc phục được điểm yếu trong giọng hát của mình. Còn nhớ tháng 7 năm 2012, khi Minh Hằng biểu diễn tại đêm âm nhạc và bước nhảy, cô cũng khiến khán giả sợ vì khả năng hát live. Nhiều khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh đều lắc đầu khi nghe nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Mây. Đây là bài hát mới của Minh Hằng do tác giả Trịnh Thăng Bình viết riêng cho cô. Ca khúc được nữ hoàng khiêu vũ đầu tư quay MV cùng với bạn nhảy Athanas sau cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ. MV cũng đánh dấu sự trở lại của cô sau một thời gian toàn tâm với sân khấu khiêu vũ. Ca khúc này khi tung ra thị trường đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực bởi ca từ dễ thương, nhẹ nhàng. Tuy nhiên từ bản thu trong đĩa ra tới sân khấu là khoảng cách lớn và Minh Hằng đã không làm tốt được điều đó khi phải trình bày trước khán giả của mình. Có thể nhận thấy nữ ca sĩ dùng sức để hát nên để lộ những yếu điểm trong giọng ca như hát bị phô, chênh nốt và không biết cách xử lý hơi nên bị mất tiếng hay đứt quãng ở những nốt cao trào. Minh Hằng liên tục bị soi mói về chiều cao khi làm huấn luyện viên The Face 2018. Sự chênh lệch về vóc dáng so với hai huấn luyện viên Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến khiến ca sĩ Minh Hằng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của khán giả. Ngay khi nhà sản xuất công bố Minh Hằng trở thành huấn luyện viên của chương trình The Face 2018, khán giả đã đặt cho nữ ca sĩ danh hiệu huấn luyện viên thấp nhất trong 3 mùa. Nhiều người thắc mắc bức ảnh poster và hình hiệu sẽ trông như thế nào khi chiều cao Minh Hằng chỉ 1m65, chênh lệch hẳn so với Thanh Hằng 1m75 và Võ Hoàng Yến 1m78. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến cởi bỏ giày cao gót khi chụp ảnh cùng Minh Hằng trong buổi casting kết hợp ghi hình tại Hà Nội. Cụ thể, ba nữ huấn luyện viên trực tiếp tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia Samu Hoàng để thị phạm cho thí sinh. Một khán giả nhận xét, Minh Hằng luôn bị chìm khi chụp hình chung vì chiều cao không cân xứng dù đã đi giày cao gót. Nếu ba vị huấn luyện viên tương đồng vóc dáng, hình ảnh sẽ đẹp hơn. Người khác bình luận, khi đạo dáng Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến, nhìn Minh Hằng giống thí sinh hơn. Theo những ý kiến khác, khoảnh khắc Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến cởi bỏ giày gót nhọn để chụp hình cùng đồng nghiệp là hình ảnh dễ thương, thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp vì mục tiêu chung. Người hâm mộ giọng ca Một Vòng Trái Đất cho rằng Minh Hằng không có lợi thế về chiều cao, nhưng thần thái và biểu cảm vẫn tốt, kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quảng cáo. Ngoài ra, một bức ảnh khác với góc chụp dìm vóc dáng khiến đôi chân Minh Hằng chỉ còn một mẫu cũng được tung lên mạng và gây tranh cãi. Những người ủng hộ Minh Hằng quả quyết chân cô bị ngắn hoàn toàn do góc chụp, cố ý làm xấu nhân vật chính. Số khác cho rằng bức ảnh này chỉ là một sản phẩm cắt ghép, chỉnh sửa, không phản ánh đúng thực tế. Trước đó, Minh Hằng cho biết trong suốt quá trình tham gia The Face, cô có stylist và ekip hỗ trợ hình ảnh riêng nhưng chưa bật mí lúc này. Nữ huấn luyện viên khẳng định bản thân không thiên về sự sexy hay cá tính mà luôn là chính mình và có màu sắc riêng. Cô miêu tả phong cách cá nhân bằng 3 từ thanh lịch, đơn giản nhưng khó đoán, biến hóa linh hoạt theo từng hoàn cảnh. Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, khi đến với The Face, tôi biết rõ mình đang có những ưu thế gì và những hạn chế gì. Tôi tập trung vào những ưu thế của mình, chứ không để những hạn chế khiến mình mất tự tin. Minh Hằng bị tố hát dở tệ, nhiều yêu sách, không xứng đáng làm nghệ sĩ. Một người tổ chức sự kiện bày tỏ sự bức xúc vì Minh Hằng phá nát sự kiện vì màn hát live tệ, còn đặt ra yêu sách và đổ thừa cho dàn âm thanh.
Trên trang cá nhân của một tài khoản mạng, anh đã bức xúc chia sẻ về thái độ của ca sĩ Minh Hằng khi nhận lời biểu diễn tại một sự kiện. Mở màn cho năm 2018 chưa có một dấu ấn nổi bật về âm nhạc, nhưng dường như scandal đã ập tới với nữ ca sĩ Minh Hằng khi bị tố yêu sách, hát live tệ, phá nát chương trình. Mới đây nhất, giọng ca Một Vòng Trái Đất bị một cư dân mạng tố yêu sách, phá nát cả chương trình biểu diễn. Được biết anh chàng là người trực tiếp mời Minh Hằng đến biểu diễn tại một sự kiện, nhưng anh rất bất bình với thái độ làm việc của ca sĩ. Anh chia sẻ, tôi sẽ không xếp Minh Hằng vào danh sách nghệ sĩ Việt Nam bởi tôi thấy hai tiếng nghệ sĩ đẹp lắm, thân thương lắm và tươi tắn lắm. Minh Hằng đúng nghĩa là một cô gái có nhan sắc, biết truyền thông và không hiểu sao vẫn có show để xuất hiện và phá nát mọi thứ. Hai ngày, hai show liên tiếp nhưng chung một lý do. Trước lúc làm chương trình này, đã nghe không ít người cảnh báo, đại loại như Minh Hằng hát live tệ lắm, ca sĩ gì đâu lúc nào cũng đổ lỗi cho sức khỏe nên giọng tệ, âm thanh không tốt nên Hằng hát không được trau chuốt lắm. Và thật sự, âm thanh hay đúng chuẩn nhạc hội rồi, cô ấy vẫn ca thán, vẫn liên tục cau mày nhăn trán và chê bai âm thanh tệ quá. Âm thanh gì đâu mà bụp 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 bụp. Ủa cái beat của cô nó bụp bụp như thế thì ai mà biết? Ủa cái người đứng chỉnh nhạc kia, người cô cử đến thì ai mà biết? Ủa cái iPad kia là cô mang tới thì ai mà biết? Và dù đã được nhiều người thủ thị rằng Minh Hằng hát yếu nhiều, nhưng đến ngày hôm nay anh chàng mới được một tận sở thị. Với cái giọng hát không một ai có lẽ phô qua nổi này, cô liên tục hát trên phô, mới hát được một bài đã gọi MC cho chơi trò chơi và giao lưu để nghỉ giữa giờ. Người này còn cho rằng anh không xem Minh Hằng là một nghệ sĩ, mà chỉ là một cô gái có nhan sắc, biết truyền thông và không hiểu sao vẫn có show để xuất hiện và phá nát mọi thứ. Theo đó, hai show liên tục trong hai ngày, Minh Hằng liên tục than vãn về chuyện âm thanh không tốt, dù âm nhạc và người chỉnh nhạc đều là ekip của cô. Sau khi đăng tải, dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng không biết thông tin mà tài khoản mạng này đăng tải có đúng với sự thật hay không, hay chỉ là dựa hơi để nổi tiếng. Về phía Minh Hằng, hiện tại cô chưa có phát ngôn chính thức trước lời khẳng định này. Minh Hằng tuyệt thực, mất trí như người điên trong những ngày tháng bị bỏ rơi. Đối diện với Trấn Thành trong chuyện tối nay với Thành tập 3, Minh Hằng đã trải lòng về quãng thời gian mình bị người khác quay lưng. Vốn là người khá kín tiếng, Minh Hằng ít khi chia sẻ những nỗi lòng thầm kín của mình với khán giả. Nhưng trong chuyện tối nay với Thành tập 3 vừa được phát sóng, nữ diễn viên kim ca sĩ sinh năm 1987 đã có dịp trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề, cũng như những vinh quang, mất mát mà cô đã trải qua. Khi được Trấn Thành hỏi về trường hợp khi bị một ai đó quay lưng với mình, Minh Hằng cho biết cô đã từng trải qua và nếm những đau khổ ấy rồi. Nữ ca sĩ nói về phản ứng ấy, cũng đập đầu, móc mắt, tự khóa mình trong phòng gào khóc như một con điên và không ăn uống. Cũng như bao người thôi, nghệ sĩ cũng là người, lại càng dễ bị tổn thương hơn. Cô bày tỏ sau những lần bị bỏ rơi ấy mà mình biết cách trân trọng những người ở bên cạnh hơn. Lúc cảm thấy tự tin, tự đắc với những gì mình đang có. Đôi lúc mình không biết cách giữ gìn một mối quan hệ, còn quá nông nổi và bùng bột. Chính những lần bỏ rơi như thế, sau này mình mới biết dù có là vua, là chúa thì cũng cần có những người ở bên cạnh. Và mình làm sao để biết cách giữ từ những người nhỏ hơn như nhân viên, những người đồng hành, chứ không chỉ quan trọng như người yêu. Minh Hằng cũng thẳng thắn nói về mẫu người đàn ông của mình. Cô cho biết từ bé đã ước mơ về người đàn ông của mình rất nhiều. Tài hoa như Đức Trí, lãng mạn và có duyên như Trấn Thành. Nhưng mà càng lớn thì những tiêu chuẩn đó phai dần. Cô luôn cần một người đàn ông điềm tĩnh, vững chãi. Trước quan niệm người đàn ông sẽ khó giữ chân được một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, Minh Hằng chia sẻ, tôi lại thấy như vậy càng hấp dẫn. Một khi việc gì quá an toàn, anh ấy sẽ nghĩ cô ấy luôn bên cạnh, sẽ luôn ở đó đợi chờ mình về, thì người đàn ông đó lại bớt đi sự trân trọng đối với người phụ nữ. Và người đàn ông phải luôn nỗ lực vì cô ấy, ở bên cạnh cô ấy phải chinh phục, thì tôi nghĩ tình yêu đó lại càng hấp dẫn và thú vị hơn. Nói về Minh Hằng, người ta nói về một cô gái thành đạt, xinh đẹp và tài giỏi. Hiện nay cô đã có nhà cửa, xe cộ, tên tuổi, mọi thứ mà mình muốn. Trước nghi vấn cho rằng Minh Hằng may mắn, cô nhanh chóng phản pháo. Tôi nghĩ nếu như mà lần đầu tiên thành công thì là do may mắn, nhưng mà để giữ được tất cả mọi thứ đang thuộc về mình trong một thời gian dài thì nó cần một sự nỗ lực rất nhiều. Trong mỗi một công việc, đối với người thành công thì phải luôn luôn vận động, sáng tạo để mình luôn có một vị trí vững chắc vì vốn dĩ công nghệ làm nghệ thuật vốn không phải dễ dàng. Khi được hỏi về việc thành công quá sớm dẫn đến nhiều áp lực mà cô phải gánh chịu, giọng ca xinh đẹp cho biết đôi lúc cô bị mất phương hướng và mất đi cái bản tính vốn có của mình. Khi trải qua nhiều khó khăn và cố gắng níu giữ thành công thì cô càng trưởng thành hơn và tất cả những điều đó lại trở thành kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình. Sau cuộc trò chuyện trong chuyện tối nay với Thành tập 3, Trấn Thành cũng cho biết anh thấy được ở cô gái này sự chân thành.
Bất cứ người phụ nữ nào thành công cũng phải biết nhìn vào những điều mà chưa hoàn hảo để thay đổi nó. Với Minh Hằng, anh tin rằng một cô gái thành đạt, trẻ trung, xinh đẹp và tài năng và có cả sự chân thành nữa thì sẽ có một tương lai vững chắc.